Món ăn khiến thế giới kinh ngạc mang tên Pak Pak của người Philippines. Ông nào muốn ăn không? Có thể các ông không biết chứ mỗi ngày tại Manila, thủ đô của Philippines, sẽ có rất nhiều người bới cơm thừa canh cạn trong đống rác đấy. Họ phải làm thật nhanh, nếu không thức ăn khi bị vứt đi sẽ hỏng. Trong số đó, thứ quý giá nhất chính là những miếng xương gà còn dính ít thịt này này. Sau đó, những thứ này sẽ được mang đi phân loại và phần xương gà sẽ được đóng túi và bán cho các hàng cơm trong khu ổ chuột. Dưới bàn tay của các đầu bếp thì rác của người này sẽ được sơ chế lại và trở thành đồ ăn trên bàn của người khác. Và món này của người Philippines được gọi là Pak Pak nha các ông. Đây có lẽ là thực trạng đáng buồn ở Philippines. Tuy nhiên, thì với số tiền ít ỏi của những người dân trong khu ổ chuột thì họ chả còn cách nào khác cả. Dù đất nước này được xem là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, nhưng thành quả phát triển kinh tế lại không được phân chia đồng đều cho người dân, nên vấn nạn người giàu người nghèo ở đây chênh lệch nhau cực kỳ lớn. Theo tôi tìm hiểu thì 1% số người giàu ở Philippines đã chiếm tới 17% tổng thu nhập quốc dân đấy, trong khi đó 50% người có thu nhập thấp chỉ chiếm 14%. Cũng vì vậy, đây là quốc gia có tỷ lệ người nghèo trên đầu người cao nhất ASEAN, và món ăn Pak Pak là sự lựa chọn của họ, và có lẽ đây cũng chính là nguồn gốc của món ăn này nha các ông ơi.